Hello hello, Anya Shimika, Phương xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các chị các bạn tiếp phần chủ đề về xã hội ha. Bài đọc tiếp theo là từ 9 đến 12, gồm có 3 bài nữa ha. 9, 10, 11, 12 là 4 bài nữa. Tại ông Kirin Chu Chero, Kha Chang Ảnh Mắt Sinh Cỡ Sinh Kuri Ship Show, chúng là ta chọn chủ đề chính của bài đọc này. Chicken Mã Ninh Ký Ấp Turin, từ đi ha. Giờ này có nhiều doanh nghiệp sao? Chariman, Chariman, Temune, con mời đi lên, Anko Ita, các anh chị các bạn. Gần đây có nhiều công ty đau đầu về gọi là Childman, Childman là con người rất là trẻ con ha, rất đau đầu nè. Con mời đi lên, Anko Ita là rất là đau đầu. Về gì? Bởi vì cái người Child nè, viết tắt chữ Child. Mà là người đàn ông nhỏ con trông nhỏ đó là trẻ con ha, những bạn trẻ con ha. Charlie Manon Arinidan tức ơi chain chain đời nè, chain đời nào và chích chàng in đến ơi mi hà nên Charlie Man ơi hấp sơn ơ áp sơn ở ta là chính là từ kết hợp Saliman mang ý nghĩa như là một cái người là đang làm việc với một người đang làm việc với trẻ con ha, anh chị các bạn ha, đang làm việc với trẻ con ha mang ý nghĩa là vậy ha, tức là người làm văn phòng có nghĩa là người văn phòng, có nghĩa là trẻ em mà người văn phòng có nghĩa là văn phòng ha, đừng nghĩa là thì chính là cái từ vựng thôi, kết hợp với từ salaryman mang ý nghĩa là giống như người người văn phòng làm việc với trẻ con vậy đó ha. Iturin mun chelen sisado heken hachi motago nghe được, có nghĩa là không tự mình giải quyết được cái vấn đề, không tự mình giải quyết được vấn đề ha. Umoi ke uchon hakitemune a vishai sato a chashin noi uisha pyohanen hachi motago, tức là chỉ phụ thuộc vào, bởi vì những người này đều phụ thuộc vào ba mẹ, cho nên ở công ty là không có thể hiện được cái chủ nghĩa cá nhân của bản thân mình à, cái gì là gì ha à. Cho nên te xin bu bu mô cả ta sinh ta na sinh ta hậu ta, cho nên thay vì đó, thay vì là tự quyết định một mình được, nhưng đều phải nhờ vào ba mẹ ha, đều phụ thuộc vào ba mẹ hết. Không, Iterin, Odin Tebutha, tức là những người này thì từ lúc từ nhẹ, từ Odin Tebutha từ lúc nhỏ là Bumoi, Quan Li Hae, Sơn Trang Hamya, tức là bị bố mẹ quản lý và trưởng thành. Nhưng mà Shishiro, Sơn Thác Hà Cố, Gần Chân Hà, Han Kimika, Sách Kitemune. Nhưng mà bản thân mình tự quyết định ra, đưa ra cái thì chọn lựa, tự chọn lựa và quyết định, có các cơ hội mà chọn lựa và quyết định thì không có ha. Cho nên vì sao qua Bonden Den Trung Tế Hành Cần Dân Cho Cha Tố Bù Mô Người Cần Dân Nghe Ta Đinh Ta, cho nên là họ không thể bày tỏ ý kiến của mình trong công ty họ chỉ phụ thuộc vào thậm chí là quyết định của ba mẹ ha, là còn thậm chí là mà từ theo cái quyết định của ba mẹ luôn, thậm chí là cần chân cho cha tổ và chung tay hành cần chân cho cha tổ buồn mô ơi cần chân nghe ta linh ta à. Thì cái câu này, cái chủ đề của nó là gì đây các bạn à, ở đây mình đọc này, hình như là bộ này là nó đều có bốn câu này đều có là bốn chữ này, nhưng mà ở đây mà buồn mô tin ơi còn thông trầm điểm tương đồng của ba mẹ với cái là child man ha. Hên sang in ở thà này anh quên in cái nguyên nhân mà phát sinh cái hiện tượng mà Child Man ha. À, tiếp theo là gì, các bạn sẽ thấy là từ tương đồng ha, mình giải thích cho các anh chị các bạn. Tiếp theo là gì, cái phương án mà để giải quyết cái hiện tượng là Child Man, các anh chị các bạn phải đúng không, thật chắc cũng không đúng luôn ha. Thì tiếp theo là mình sẽ thấy là gì à, biết tới đâu ta,